Sao mà bán hàng tao phí? Đây là bố đi à? Đi đâu? Làm đoán xong không sao? Làm đoán xong không sao? Bố bảo rồi. Xin chào, ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn thưởng thức trận đấu đầy sôi động tại sân vận động Genrix. Luka Modric. Pha cản phá bóng rất tốt. Anh ấy vẫn giữ được bóng, quyền kiểm soát vẫn còn thuộc về cầu thủ ấy. Huyền thoại, Michael Laudrup. Ồ, làm cách nào để ta giữ được bóng, hoàn toàn kiểm soát bóng. Đây có thể là một chiến thắng khá dễ dàng cho Chelsea ngày hôm nay. Một pha chạy trốn rất tốt. Giờ thì hãy cùng xem hàng thủ sẽ đối phó như thế nào với tình huống này khi mà đối phương đang đưa bóng đến gần sát khung thành. Michael Laudrup. Ronaldo. Quả bóng rất nhanh. Cơ hội tuyệt vời được mở ra. Anh ta rất cố gắng thực hiện cú sút. Cristiano Ronaldo một bàn thắng dành cho Manchester United. Anh biết đấy, anh cần rất nhiều kỹ năng để có thể đưa được bóng từ vị trí này tới khung thành. Vâng, tôi rất ngạc nhiên với pha bóng vừa rồi, rất xuất sắc. Tôi mong chờ một pha tạt bóng và rồi không chỉ một cú sút mà là một bàn thắng. Vâng, vừa xong một tình huống rất nguy hiểm. Đây là họ đã làm mất quyền kiểm soát bóng. Anh ta xuất bóng rất tốt, và rồi đã cản bóng rất tốt. Ruud Gullit. Cristiano Ronaldo. Vâng, một cơ hội dành cho cầu thủ này. Oh, Ronaldo. Tỷ số hiện tại là 2-0. Anh ấy đang cố gắng tìm kiếm một cầu thủ di chuyển không bóng ở khu vực thuận lợi. Kylian Mbappe lô tìm. Anh ấy đang có khoảng trống. Phạt góc. Mbappe lô tin, anh ấy lao ra và anh phản ứng tốt. Họ đã có bóng nhưng đã làm mất nó. Một pha cứu bóng tốt. Nếu như bóng đi vào góc cao khung thành thì anh ta đã có thể mỉm cười, nhưng không. Tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để biện minh cho việc cú đá bóng rất tốt của thủ môn Neymar. Đã có thời gian để hít thở. Một pha để bóng khác. Bây giờ sẽ là cú đá phạt góc và góc tiếp nối phạt góc. Bóng đã văng ra xa rồi. Một pha đánh đầu cản phá của các hậu vệ. Suýt chút nữa thì thủ môn đã có màn xử lý bóng rất tốt. Họ đã làm
làm mất quyền kiểm soát bóng quan trọng này rồi. Robin đã nhận được bóng chuyền về. Ronaldo hỗ trợ tốt quá, đó là một pha phối hợp tấn công khá lý. Có sự bắt đầu của cầu thủ số 8 ở đây, thủ môn có thể cứu được pha bóng ấy. Ra được biên ngang sẽ có một quả phạt góc. Hagi Zanetti, một chiến thắng trong pha tranh bóng và giờ là cơ hội lớn. Michael Laudrup, đang nghĩ gì thế này, họ đang tỏ ra đuối thế hơn đội bạn rất nhiều. Họ hoàn toàn bị chi phối và bị đối thủ kiểm soát. Trên sân đấu thực sự là một cuộc hỗn loạn. Ronaldo, Robben, cá điểm, Jacques, Asenco, huyền thoại Patrick Vieira. Cố gắng nhưng họ không giữ được bóng. Eto đã cắt bóng thành công. Vâng, xin rồi. Phản ứng rất tốt. Người đã có mặt rất đúng lúc. Ronaldo. Miroslav Klose. Một cơ hội rất tốt. Sút. Tổ chức phòng ngự rất tự tin. Thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Một pha chạy trội rất tốt. Hàng phòng ngự sẽ gặp khốn đốn này. Cần phải chú ý hơn, đừng để mất quyền kiểm soát bóng nữa. Eto, anh ấy còn chưa hề làm thủ môn đối phương phải động chân động tay. Bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội người mơ như thế. Jacques đã để mất quyền kiểm soát bóng. Đây mà Phan chuyển công bóng tốt, có thể sẽ đón được bóng. Đưa được bóng tốt. Có một tình huống đến bóng dài ở vị trí này và hy vọng họ sẽ tận dụng được nó. Huyền thoại Fabio Cannavaro, Jacques, Ruud Gullit. Một pha chạy trốn rất tốt. Anh ấy đã không còn ai kèm. Đồng ý với quyết định của trọng tài trong tình huống này. Anh ấy đang chơi đúng cái vai trò của mình và đã giành được quyền kiểm soát bóng. Đó là sự lãng phí các quyền kiểm soát bóng tốt. Đây mà cầu vệ nhanh chóng chặn ở đường chuyền bóng. Miroslav Klose, Jacques, có một vài đồng đội đang theo sát hỗ trợ anh ấy ở vị trí hiện tại. Một pha tấn công lớn đã được tổ chức. Một cơ hội tuyệt vời, sút rồi, pha tấn công tuyệt vời, đương nhiên là sẽ có một bàn thắng. Chelsea đang hoàn toàn làm chủ trận đấu. Vâng, họ không thường xuyên ghi nhiều bàn thắng như thế này, nhưng họ đã thi đấu tuyệt vời ngày hôm nay. Vâng, một cú dứt điểm tuyệt vời dù cho hậu vệ đã theo rất sát cầu thủ này. Chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ cả đội. Eto, Dani Alves. Bóng bay bay rồi mày ơi. Thay đổi, đã làm mất bóng. Emito. Đáng xa là vậy. Có cố gắng nhưng anh ta đã rơi vào thế việt vị. Anh ta đã rơi vào thế việt vị quá rõ ràng. Mà. Anh ấy đã lao vào cản phá đường chuyền thành công. Ruud Gullit. Luka Modric, họ đang sử dụng cả hai cánh rất hiệu quả. Kylian Mbappe, Plotin. Có tín hiệu từ trọng tài, một quả phạt góc. Envito. Luka Modric.
Tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài. Chào các bạn đã đến với sân Stamford Bridge. Hà Nội ở đây đã có nhiều thay đổi nhưng nó vẫn giữ được một không khí rất náo nhiệt. Vâng, mặc dù sân có hơi nhỏ đối với bóng đá hiện đại nhưng người này vẫn rất tuyệt vời. Ronaldo, đồng đội anh ấy đang chờ để phối hợp đã tới rồi. Đó là pha cắt bóng của Vieira. Thomas Müller. Ronaldo. Họ đã làm mất bóng. Envito, Jacques. Miroslav Klose. Đồng đội của anh ta đang tiến lên rất nhanh. Đó là pha trả bóng về cho cầu thủ đã truyền bóng cho anh ta từ lúc đầu. Thomas Müller. Và được tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Pha sút bóng. Đó là mất quyền kiểm soát bóng. Gulit. Đây là cắt bóng của Merelles. Sissoko. Các cầu thủ đang chạy chỗ. Thomas Müller. Sissoko. Vâng, cầu thủ đang lui dần về để bảo đảm an toàn khung thành. Đội tấn công này sẽ vô cùng nguy hiểm. Đã làm mất bóng. Đá hay dữ ta. Huyền thoại Michael Labrouk. Chúng ta đã chạy một đường tiến. Này ngắp quá. Này nặng yếu thế nhỉ. Sau pha cản phá. Có sự hấn đổi của cùng của sự bóng ở đây. Vâng, một cơ hội dành cho người đây. Xong. Còn được dụng cụ rất đẹp. Tua thì ghi bàn ở đây. Ghi bàn môn này đã có những khá tốt trong suốt trận đấu nhưng chỉ với pha bóng này thì anh đã mất tất cả hào quang. Anh biết đấy, họ sẽ không nhớ đến những pha trận bóng thành công đâu, họ chỉ nhớ đến những pha bóng lỗi của anh ta thôi. Tôi đang ngạc nhiên với một góc sút rất hẹp nhưng anh ta vẫn ghi bàn. Một vài đồng đội đã tới để phá vây cho anh ta. Vừa rồi là một pha phối hợp tốt dai cầu thủ. Vâng, cơ hội hiếm hoi đó đã bị bỏ lỡ rồi. Hai phòng thủ đã phạm sai lầm. Cầu vệ đá để anh ấy đột nhập sâu vào vòng cấm địa. Ronaldo di chuyển công bóng rất tốt. Vâng, đồng đội đang đến để hỗ trợ anh ấy. Anh ta có khoảng trống. Bóng đã chạm đầu của một cầu thủ và đang chạy khá xa. Envito. Anh ấy đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía đồng đội. Miroslav Klose. Một nửa thời gian của trận đấu đã trôi qua. Và chúng ta hãy nghe những ý kiến của người đồng nghiệp của tôi.
Đây quả thực là một cú sốc rất lớn. Làm cách nào mà đội bóng được cho là yếu thế hơn lại có thể thi đấu tốt đến như vậy? Tôi nghĩ rằng đây là trận đấu mà họ chơi tốt nhất từ trước đến giờ. Họ là đội thi đấu tốt hơn và đương nhiên họ còn có thêm một chút may mắn nữa. Những đường chuyền bóng rất tốt. Có khoảng trống. Thổ Nhĩ Kỳ hưởng một quả phạt góc. Miroslav Klose. Đó là một cú gạt bóng mà bạn cần ở khu giữa sân. Đáng tiếc là không giữ được bóng. Bây giờ bóng đã thuộc về họ. Một pha chuyền ngược lại rất nghệ sĩ. Kèm bóng hay quá nhỉ. Ronaldo. Một pha bóng trả về. Chelsea tấn công. Họ đã phá được hàng phòng ngự. Người đã không xử lý được tình huống nguy hiểm này. Laudrup tưởng như anh ấy đã ghi bàn rồi. Vâng, nhưng anh ấy đã không thể đến được cái bóng. Rất khó cho anh ấy. Phạt góc cho Chelsea. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Đôi khi anh thường thấy những pha ghi bàn như là rê bóng và vượt qua đối phương. Nhưng anh này thì không. Anh ta đã có một bàn tuyệt đẹp ở góc dưới. Chúng ta đã trở về thế cân bằng 1-0. Ronaldo. Ui ở mạng lạc kê. Đồng đội đang ở xung quanh và hỗ trợ anh ấy khá tốt. Đó là sự lãng phí các quyền kiểm soát bóng tốt. Cầu thủ đang di chuyển ở khu vực đó. Đối phương đã để cho anh ấy tiến vào quá sâu trong khu vực sút bóng. Mario Gomez. Đó là pha cắt bóng của Müller. Bóng đã chuyển sang cho đội đối phương. Mario Gomez chặn được bóng. Rossi. Anh ấy đang nhận được sự trợ giúp từ đồng đội. Pha di chuyển công bóng tốt, có thể sẽ đón được bóng. Huyền thoại Andreas Bremer. Họ đang không nắm được cơ hội để giữ được bóng. Andreas Bremer. Miroslav Klose. Jopes. Một pha di chuyển tốt để hỗ trợ cầu thủ kiểm soát bóng tốt. Ruud Gullit. Bảo vệ vây quanh lính người đang giữ bóng. Trong khi đó một hoặc hai cầu thủ khác đã trở về để cố gắng bảo vệ khu cấm địa. Pha cản và giành quả bóng rất tốt. Hãy thực hiện những pha phối hợp chuyền bóng ngay bây giờ. Đội tuyệt vời được mở ra. Rồi một cú sút rất trái ra. Đó chính là điều chắc chắn nhiều là bàn thắng quan trọng được ghi vào những giây phút cuối như này. Trận đấu này rất hấp dẫn. Tôi chưa dám khẳng định chính xác nhưng dường như chúng ta đã tìm được đội thắng cuộc. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Làm thế nào mà họ có thể có được bàn thắng chứ? Vâng, một bàn thắng tuyệt đẹp được ghi vào một thời điểm rất quan trọng. Không có thời điểm nào tốt hơn như thế vì đây là cuối trận rồi. Bạn có thể thấy là chiến thắng nó nằm trong tầm tay của họ. Anh ấy đang cần sự trợ giúp ngay lúc này và đồng đội của anh ta đang tới. Miroslav Klose. Họ chỉ còn duy cơ hội này thôi để cơ hội đã đây rồi. Và cả bóng rất thành công. De Rossi. Bình số 4. Vâng, chính nó, tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài. Pha lội ngược dòng thật tuyệt vời. Thật không thể tin được, họ đã có một pha phòng ngự và tổ chức phản công tốt. Chính pha bóng đó đã kiến tạo cho một bàn thắng. Vâng, vậy là trận đấu đã kết thúc. Quả là trận cầu thú vị. Tôi chắc rằng bạn đã có thời gian vui vẻ khi theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.